AK Shop giới thiệu anh em video review AB 2010 đầu hai đèn với combo LED Audi, LED O-Lock Debut, đèn pha LED 6 tim 42W M6 với phiên bản trên video này. Xe sử dụng O-Lock Debut. O-Lock Debut khác với O-Lock thường, trên một bóng O-Lock có 4 ngăn, 3 ngăn ngoài là một màu và ngăn trong là mắt màu đỏ, đặc trưng của Debut A. Và cũng là O-Lock thế hệ mới, khi đờ mi sáng đầy đủ 4 ngăn trên một bóng đèn, khi xi nhan vẫn sáng đầy đủ 4 ngăn trên một bóng O-Lock. Mình sẽ mở xi nhan trước cho các bạn coi. Đây chế độ xi nhan vẫn sáng đầy đủ 4 ngăn trên một bóng O-Lock, bao gồm 3 ngăn ngoài và 1 ngăn trong. Với ưu điểm của O-Lock đời mới so với đời cũ, khi đời cũ ở chế độ đờ mi chỉ sáng 3 ngăn bên ngoài của O-Lock và khi xi nhan chỉ sáng 1 ngăn ở giữa. Với O-Lock đời mới là cải tiến so với ưu điểm sáng đầy đủ trên bóng O-Lock ở chế độ đờ mi lẫn xi nhan. Đây là chế độ xi nhan, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy đầy đủ 4 bóng LED trên một bóng O-Lock lớn. Xi nhan bên này tắt xi nhan, mở đờ mi LED Audi. Màu sắc của LED Audi có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt: trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Trên video các bạn đang coi là màu vàng. Đây là O-Lock Debut, O-Lock mắt quỷ, 3 ngăn bên ngoài có thể trắng hoặc xanh dương, và ngăn ở giữa là màu đỏ đặc trưng của dòng Debut A. Tên của sản phẩm là O-Lock Debut. Xi nhan, khi xi nhan Audi chớp tắt, O-Lock tự động đổi màu sang vàng và chớp tắt. Ở chế độ đờ mi lẫn xi nhan đều sáng đầy đủ 4 ngăn LED trên một bóng O-Lock lớn. Đây là ưu điểm của O-Lock thế hệ đời mới. Khi bật xi nhan bên nào bên đó chớp tắt làm xi nhan, bên còn lại vẫn thể hiện chiếc đèn ở chế độ đờ mi. Bật xi nhan bên này, màu sắc của LED Audi có thể tùy chọn, độ ngắn dài của thanh LED Audi cũng có thể tùy chọn yêu cầu khi lắp đặt. Đèn pha LED Basin, đây là đèn pha LED 6 tim 42W M6, có màu trắng và màu vàng. Basin đá đèn, đá đèn, chức năng của đá đèn là xin vượt, xin ưu tiên khi lưu thông trên đường. Cái là phần đèn sau chung một combo. Đèn sau với phần 5 O-Lock mỗi bên, tắt đờ mi. Ban ngày khi chưa mở đèn đờ mi các bạn bật xi nhan, đèn vẫn hiển thị màu vàng đặc trưng xi nhan. Số lượng O-Lock có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Bật xi nhan bên này, tắt xi nhan, mở đờ mi. Đây là O-Lock Debut, 3 ngăn ngoài một màu trắng hoặc xanh dương, ngăn ở giữa là màu đỏ đặc trưng của Debut A. Bật xi nhan, khi xi nhan tự động đổi sang màu vàng đá màu đờ mi xi nhan, đờ mi xi nhan. Khi bật xi nhan bên nào bên đó đá màu làm xi nhan, bên còn lại vẫn thể hiện chế độ đờ mi. Bật xi nhan bên này, số lượng O-Lock có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Video review AB 2010 hai đèn với combo LED Audi, LED O-Lock Debut, đèn pha LED M6 6 tim 42W, basin đá đèn, hai đèn chở sáng green là 4, tắt, tắt là mi. Sản phẩm thương hiệu AK Shop.